Vâng, shop em lại gửi lời chào, lời kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi săn bắt ong rừng. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu cho bác Thanh Lý, cho bác một cái mẫu quần áo bắt ong rừng vải bạt tàu ấy nhé, vải bạt tàu mẫu nhớ nhất của năm 2024. Như trên các bác thấy trên hình đây, cái mẫu vải bạt tàu này là vừa mỏng vừa dai vừa bền anh em nhé. Mẫu này thì là tấm kính EPK chín mặt. Mẫu này thì bên em thiết kế mẫu mới là cái đầu tròn nhá, đầu tròn. Mẫu này thì anh em thấy là bên em sẽ may các bác là khóa chéo anh em nhá, khóa chéo ở một bên này. Đấy, tấm dán này anh em nhá, tấm dán rất là chắc chắn anh em nhá. Bộ này chỉ nặng tầm 2 cân thôi, rất là mỏng. Đấy, rất là bền luôn. Anh em là anh em bây giờ đánh ong rất là bền anh em nhá. Đấy, khóa chéo này. Tấm dán ở bên mặt rìa anh em nhá. Đấy, khóa chéo ở đây nhá. Đấy, khóa đây anh em nhá. Đấy. Bên này thì bên trong em đã thiết kế các bác là hai ô thoáng để các bác lắp quạt rồi. Đấy, đây là cái chỗ để đựng quạt, đựng pin dự phòng anh em nhé. Đấy, mẫu này thì đằng sau váy này thiết kế bác ô thoáng để các bác lắp quạt. Đấy, tấm kính Mika chú kín mặt và ô thoáng dưới cằm anh em nhé. Đấy, mẫu này bộ này thì liền ủng liền găng tay nhé, găng tay của nó găng tay màu xanh, ủng ngắn linh hoạt trên em trèo cây. Giá bên em thanh lý cho bác nhé, thanh lý cho bác giá là 450. Đấy, bao ship tận nhà cho nhé anh em nhé, 450 hộ bao ship tận nhà rồi, vải bạt tàu anh em nhé. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác một cái mẫu quần áo bắt ong rừng vải bò vải bố hàng Trung Quốc. Mẫu này là mẫu mới nhé, mẫu cũ là có tấm kính mica hàn mặt đây. Đấy, ô thoáng ở dưới. Đấy, mẫu này thì rất nhiều ô thoáng. Mẫu này vải bò vải bố hàng Trung Quốc anh nhé, khóa ở giữa này. Đấy, đây tấm dán đây anh em nhé. Đấy, hàng này thì đảm bảo chắc chắn cho anh em nhé. Đấy, các bác có thể trèo leo bắt được tất cả loại ong luôn. Đấy, khóa này, khóa to anh em nhé. Đấy, đằng sau này rất nhiều ô thoáng để các bác lắp quạt luôn. Đấy, ô thoáng này. Đấy, túi lưới đầy đủ anh em nhé. Đấy, để các bác lắp quạt. Mẫu này thì bên em đang bán cho bác giá là 1.100.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho nhá. Liền ủng liền găng tay nhé. Đấy, găng tay là găng tay màu cam, ủng là ủng ngắn anh em linh hoạt cho anh em trèo cây. Giá là 1.100.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm về hai cái dòng quần áo bắt ong rừng vải bò vải bố hàng Trung Quốc hay là vải bạt tàu thì liên hệ trực tiếp với anh em. Ngoài cung cấp những mẫu quần áo bắt ong rừng này thì bên em còn bán rất nhiều mẫu khác anh nhé. Đây, hôm nay hàng mới về rất là nhiều để phục vụ anh nhé. Đấy, tất cả những quần áo bắt ong rừng vải bò vải bố này hay là vải bạt ô tô này đều có hết anh em nhé. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi, xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết ạ. Xin chào, tạm biệt các bác.